thành viên nhóm nhạc toàn năng B336. Hành trình 3 ngày 2 đêm với đích cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng. Tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Đà Lạt ở ngày cuối cùng. Chỉ 5 ký hành lý, chỉ 1 triệu đồng cho cả nhóm. Không điện thoại, không tài sản cá nhân. Chuyến đi của tuổi trẻ đầy dông bão, kỷ niệm đẹp của tình bạn và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Thổi cơm, thôi thịt cá, em kỳ má, được mẹ khen, ôi mẹ ơi, yêu mẹ quá. Và bây giờ em sẽ đọc bài thơ. Mẹ đi làm từ sáng sớm đợi tối cơm. Có thịt cá kê em kề má, được mẹ thơm, ôi mẹ ơi yêu mẹ lắm. Chết rồi, chết bây giờ. Nào, chúng ta đi ra nào. Đấy, cô học thủ của tập ấy. Em có thể giới thiệu đôi nét về em được không? Cho em là CDG. Em mấy tuổi rồi? Em 6 tuổi. Chúng ta sẽ hát bài hát của chúng ta từ nãy tập nào. 2, 3. Bài trắng gì có lẽ nước mắt trong em cạn rồi. Thật ra là em rất có hát nhưng mà hát trong tâm mấy chị, trong tim. Trong tim. Đúng rồi, em hiểu, đúng rồi, em hiểu. Ok, chúng ta đi về đây. Phải xem tờ nhóm em ạ. Theo mọi người, đây là ngôi sao sáng giá của làng nhạc Việt. Rồi ok, em giới thiệu luôn. Em giới thiệu với em. La la la. Tội nghiệp bà. Yeah.
Em ý gọi là thần thái chị ạ. Tập tiếp theo, Kim Tinh. Mời bạn áo màu vàng. Không sao, được, được. Nhảy lên nhảy em. Cháy lên. Em tên là Xuân Nhi, năm nay em 9 tuổi. Hôm nay mình sẽ hát bài hát của mình tập nhé. 2, 3. Ta hát trái lên đi, đừng ai ngu. 2, 3 lên đi, sao cứ mãi u buồn. Đừng ai ngu, hãy nhìn thấy tôi. Bé này về được tao lắm. Yeah, yeah, chấp nhận. Men vocal, men dancer. Okay. Em vui lên hai bước. Cho em hát vô khỏi mấy luôn. Em giới thiệu tên của em. Tuổi. Em tên là Minh. Em năm nay 10 tuổi. Bây giờ mình hát thì nhảy luôn nhá. Rồi cho bé hát cùng. Nhảy lên, xuống lên. Đừng. Có tay bắt đầu. Thì ngày hôm nay anh chị BA6 rất là vui khi mà được giao lưu cũng như là được tập với tất cả các em. Thì đây là những phần quà mà các anh chị đã đích thân mua cho các em. Cho nên là mong ngày hôm nay tin của anh chị luôn trong những thử thách trước. Thì ngày hôm nay thì rất là vui, xin cảm ơn các em rất là nhiều và hãy nhận món quà này nhá. Cố gắng học thật giỏi nhá. Đây chính là những quyển vở, những hộp bút màu cũng như là bút chì để cho các em có thể trong phần học tập có thể tốt hơn nhá. Yeah, high five. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nè. Mọi người vất vả rồi nhá. Yeah. Ok, bây giờ mọi người có thể hứa với anh là mọi người sẽ học tốt được không nhỉ? Yeah. Ngày hôm qua thì chúng ta chưa bán được 50 vé, thế cho nên là các bạn sẽ bị một hoạt động. Ăn luôn đi. Một hoạt động. Rồi. Đồng thời ngày hôm nay như đã hứa, các bạn đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ và không bị hoạt động nào, nhưng ngày hôm nay các bạn được 4 viên kim cương. Yeah. Và có nghĩa là cái số vé còn lại thì ekip sẽ nhận lại. Đây là nhiệm vụ tiếp theo. Anh ơi, cầm em kéo trên thẳng thẳng nào. Tổng kết ngày hôm nay, các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên sẽ được ekip hỗ trợ bán 30 vé còn lại. Và khách mời danh dự hỗ trợ cho đêm nhạc tối nay của các bạn là giám đốc âm nhạc Đoàn Minh Vũ. Và nhạc công Nguyễn Duy Anh. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để tổng kết cái phần mà quỹ dành cho cái buổi mini show. Ngày đầu tiên, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, số kim cương nhiều hơn số hoạt động, các bạn sẽ được 30% số tiền để tổ chức một cái mini show. Số tiền ở đây ekip đặt ra là 15 triệu, 30% tương đương với 5 triệu. Nhưng ngày hôm đó, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng là sẽ trích 30% của 30% đó trả lại cho ekip, vì các bạn nhờ ekip trả tiền cho các bạn ở lại cái homestay. Bọn em muốn thương lượng với bên ekip là giả sử bên ekip thể chi 50%, tức là cho cái đêm sau của bọn em. Bọn em sẵn sàng đổi lại thì cái tiền mà bọn em nhận lại được, nếu như bọn em có nhiều kim cương vận động thì 20% nữa. 30% của số tiền của ngày mai nếu mà em đạt được. Dạ, còn 20%. Vì vậy, cái số tiền đó chỉ còn là 3,5 triệu. Ngày thứ hai, như thỏa thuận, nếu số kim cương nhiều hơn số hoạt động